Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2531 Đây là ý của cậu hay là ý của bọn họ Nếu như Thái Hạo có thể tự mình giải quyết Đương nhiên anh cũng lười ra tay Truyền thừa của đại diễn các Đường tuấn vừa mở miệng nói ra Đã bị người học trò của đại diễn các vừa nói cắt ngang Bác sĩ dược Truyền thừa đại diễn thánh thể là hạch tâm nhất công pháp của đại diễn các chúng ta, về vấn đề Thù Lao mà anh Cả Thái Hạo đã đề cập đến lúc trước thì mấy người chúng tôi cảm thấy quá đáng, anh vẫn nên thay đổi thành cái khác đi. Lúc trước Thái Hạo đồng ý sẽ chia phần truyền thừa của Đại Diễn Thánh thể cho Đường Tuấn để làm Thù Lao, nhưng bây giờ nghe giọng điệu của những học trò của Đại Diễn các này thì có lẽ bọn họ thực sự đã thay đổi ý định rồi. Ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên, nhìn về phía của Thái Hạo, hỏi, đây là ý của cậu hay là ý của bọn họ? Bác sĩ dược anh đừng không biết điều như vậy học trò của đại diễn các còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị thái hạo ngắt lời giơ tay lên nói sư đệ thanh phong cậu không được vô lễ như vậy với bác sĩ dược thái hạo nhìn chằm chằm vào đường tuấn nói bác sĩ dược truyền thừa của đại diễn thánh thể có liên quan đến tương lai của đại diễn các chúng tôi tôi và một số sư đệ sư muội đều cảm thấy truyền thừa của đại diễn thánh thể không thể tùy tiện truyền ra ngoài Lúc trước tôi đưa ra điều kiện như vậy là do tôi không cân nhắc thấu đáo, tôi xin lỗi bác sĩ dược. Để đền bù, ngoại trừ tôi không thể đưa truyền thừa của đại diễn thánh thể cho bác sĩ ra, tôi có thể thay mặt cho đại diễn các đồng ý với bác sĩ dược một điều kiện khác. Lần này các sư đệ, sư muội cũng đã nhận được mấy cái truyền thừa của thần quân, nếu bác sĩ dược quan tâm, tôi có thể chia sẻ cho anh một cái trong đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Tuấn nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói, nói đổi ý là đổi ý. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi gặp người lẫm liệt đại nghĩa như vậy đó. Thái Hạo nheo mắt lại, giữa lông mày hiện lên một tia không hài lòng. Sau khi nhận truyền thừa của đại diễn thánh thể xong, sức mạnh của anh ta đã mạnh hơn trước gấp trăm lần, lúc đó anh ta mới hiểu được truyền thừa của đại diễn thánh thể cường đại cỡ nào và nó quan trọng như thế nào đối với đại diễn các. Nếu dược đường có thể biến đổi tôi thành đại diễn thánh thể thì cũng cũng có thể biến đổi người thứ hai thành đại diễn thánh thể. Nếu như đưa truyền thừa đại diễn thánh thể cho anh thì sau này chẳng phải cũng sẽ xuất hiện người đại diễn các thứ hai sao? Đây chính là những suy nghĩ thực sự trong lòng của Thái Hạo, anh ta nhất định sẽ cho phép ai thay thế địa vị của đại diễn khác. Vì vậy, anh ta đã đổi ý. Thất hứa đương nhiên sẽ khiến người khác rất khó xử, vốn dĩ Thái Hạo nghĩ sau khi Đường Tuấn nhìn thấy thực lực của mình cho dù trong lòng khó chịu thì cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, điều này cũng may mảy không làm tổn hại đến danh tiếng của đại diễn các. Chỉ là anh ta không ngờ Đường Tuấn lại nói thẳng ra như vậy, khiến anh ta cảm thấy có chút xấu hổ. Sắc mặt của sư đệ Thanh Phong đứng sau lưng Thái Hạo bỗng nhiên trầm xuống, nói, bác sĩ Dược, lời anh nói là không đúng rồi. Cũng không phải đại diễn các tôi không muốn trả thù lao cho anh, chỉ là chúng tôi muốn đổi một cái khác mà thôi. Ngoài ra, tất cả mọi người lại cùng nhau đi đến núi vạn thần, nên giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ tất cả mọi người đều cần báo đáp lại lòng tốt giống như bác sĩ dược sao? Thu Linh nghe không nổi nữa, tức giận nói, báo đáp lòng tốt cái gì chứ, rõ ràng là do Thái Hạo tự mình nói điều kiện đó, hiện tại anh ta lại đổi ý, còn nói là đại trưởng lão cần báo đáp lòng tốt. Các học trò của đại diễn các các cậu đều không biết xấu hổ như vậy sao? Lời vừa dứt, sắc mặt các học trò của đại diễn các, bao gồm cả Thái Hạo lập tức lộ ra vẻ khó coi. Bác sĩ Dược, Thái Hạo trầm giọng nói. Trường 2532 tên bác sĩ Dược này thật đúng là chết vì sĩ diện mà. Chuyện đã tới bây giờ, anh ta chỉ có thể nghe theo ý kiến của Đường Tuấn. Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không thể giao truyền thừa đại diễn thánh thể được. Đường Tuấn xua tay nói, nếu như các cậu đã đổi ý thì cứ quên đi. Cũng chỉ là truyền thừa đại diễn thánh thể mà thôi tôi thật sự không thèm quan tâm. Dù gì thì anh cũng có truyền thừa chu tước thần quân trong tay, nên thực sự anh cũng không quan tâm mấy đến truyền thừa đại diễn thánh thể. Phải biết tinh vực chu tước đã có gần mấy chục, mấy trăm, ngàn năm qua, trong khi đại diễn thánh thể thì chỉ có gần 10 năm, nhưng cũng chỉ có một chu tước thần quân thôi. Lấy thần quân giết chết tôn giả và tinh vực ngũ đại của Trung ương Ngân Hà, không biết có bao nhiêu người muốn lấy được truyền thừa chu tước thần quân. Hừ, tên bác sĩ dược này thật đúng là chết vì sĩ diện mà. Mấy học trò của đại diễn các nghe nói như thế, hầu hết đều không khỏi cười chế nhạo trong lòng. Nhưng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì truyền thừa đại diễn thánh thể không cần phải truyền ra ngoài. Anh cả Thanh Phong, chúng ta làm như vậy có đắc tội với anh ta không? Vẫn có một hai học trò của đại diễn các cảm thấy có chút không ổn lắm, dù sao thì thân phận của Đường Tuấn bây giờ cũng không tầm thường hơn nữa y thuật của bản thân anh cũng không tệ bọn họ có chút lo lắng truyền âm đến cho thanh phong thanh phong truyền âm nói xem như đã đắc tội anh ta thì làm sao không nói đến anh cả thái hạo chỉ nói đến vài người chúng ta hiện tại chúng ta đều đã nhận truyền thừa thần quân rồi sau này muốn đột phá thần quân cũng không có vấn đề gì nhưng còn anh ta thì sao có thể cả đời này anh ta sẽ bị mắc kẹt trong cảnh giới động hư một cảnh giới động hư nho nhỏ Đến lúc đó còn không có tư cách nhìn chúng ta nữa. Cho dù đắc tội đến loại người như vậy, cũng không có gì phải sợ cả, người phải sợ phải là anh ta mới đúng. Trong giọng nói của anh ta mang theo sự khinh thường mạnh mẽ, giống như thể anh ta đã là thần quân rồi vậy. Mặc dù những học trò đó cảm thấy vẫn không ổn lắm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đường Tuấn cảm thấy anh tiếp tục ở lại chờ đợi những học trò của đại diễn các này cũng không có ý nghĩa gì khi anh định mang đám người của Thu Linh rời đi, thì sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Sau anh ta, sắc mặt của Thái Hạo cũng thay đổi theo, nhìn về phía khoảng không rồi hét lên, đi ra. Âm thanh gần như tạo thành một làn sóng âm và lan truyền ra xung quanh. Ánh mắt Thái Hạo nhìn chăm chăm vào chỗ không gian kia, từng đợt gợn sóng hiện lên, tựa như sắp nứt ra. Của nhiên đại diễn thánh thể rất lợi hại, vậy mà có thể cảm nhận được ta ngay lập tức dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bóng người từng chút một xuất hiện trong không gian đó. Dáng vẻ có phần hư ảo, gần như trong suốt, nhưng dung mạo lại rất rõ ràng. Tần Thiên, Thái Hạo nhìn người đi tới, cắn răng nói. Anh ta đã từng bị đánh bại trong tay Tần Thiên, thậm chí còn không kịp ra tay một chiêu, suýt chút nữa anh ta đã bị sống trong cái bóng của Tần Thiên. Tần Thiên cười nhẹ nói, Thái Hạo, không ngờ mày lại có thể thức tỉnh đại diễn thánh khi đó thật là ngoài sức tưởng tượng của tao, nếu như tao biết sớm hơn, lúc đó tao nên giết mày rồi. Thái hạo nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, đáng tiếc mày không có cơ hội đó đâu. Hiện tại anh ta là đại diễn thánh thể, cũng là cảnh giới động hư, nên anh ta tự cho rằng mình cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Tần Thiên. Tần Thiên nói, mày rất tự tin đó, cứ yên tâm đi, tao sẽ cho mày một cơ hội. Trường 2533, Xem ra đúng là tao đã đánh giá thấp mày mà. Nói xong, ánh mắt của anh ta cầm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào trên người của đường tuấn. Nói, đại trưởng lão độc cô cung, tôi nghe thiên tả tử nói đến thực lực của anh. Anh cũng không tệ, nhưng đáng tiếc anh không nên đối phó với tôi. Tần thiên nâng cánh tay lên, dùng cánh tay làm dao, chém xuống. Một thanh kiếm sắc bén biến thành vật chất và rơi xuống trên đỉnh đầu của đường tuấn. Dầm dầm không gian vỡ vụn tạo thành một vùng hoàn toàn trống rỗng trên đường đi đường tuấn nheo mắt lại ngón tay hơi cong nhưng thái hạo lại khẽ quát một tiếng xuất hiện trước mặt đường tuấn như một dư ảnh anh ta giơ hai tay lên tạo nên tư thế phòng thủ kiếm quang chém vào trên cánh tay của anh ta trên cánh tay của thái hạo tràn ngập tia sáng màu xám nhạt không ngừng chuyển động nổ bùm một tiếng giống như âm thanh trầm của một con dao chém vào tấm khiên Thái Hạo lui về phía sau một bước, nhưng đạo đao lại tiêu tán. Sắc mặt của Thái Hạo mừng như điên, anh ta thật sự có thể đỡ được một chiêu của Tần Thiên mà lại không có chút thương tích nào. Ánh mắt Tần Thiên trở nên ảm đạm một chút, sau khi anh ta nhận truyền thừa đại diễn thánh thể hoàn chỉnh thì đã mạnh hơn anh ta tưởng tượng một chút. Xem ra đúng là tao đã đánh giá thấp mày mà. Tần Thiên nhìn Thái Hạo, nói: "Có tôi ở đây, mày đừng hòng làm bác sĩ dược bị thương." Thái Hạo cười nhẹ, trong lòng tràn đầy tự tin, đây là lần đầu tiên anh ta sảng khoái như vậy trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Đường Tuấn ở phía sau lưng Thái Hạo nói, lúc đầu tôi muốn thuận tay mà giải quyết anh, nhưng không ngờ đến tên Thái Hạo này lại rất coi trọng anh. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể giao cho những người khác. Nhưng mà loại nhân vật nhỏ như anh thì lúc đầu cũng không đáng để tôi phải ra tay đâu. Tần Thiên nói xong liền tiêu tán đi một chút, giọng nói được truyền trong hư không, Thái Hạo nếu mày đã muốn đánh với tao một trận, vậy thì tao sẽ cho ngươi cơ hội này, nhớ đến tìm tao đó. Ha ha ha. Chờ đến khi lời cuối cùng vang lên, Tần Thiên cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Những gì vừa xuất hiện cũng chỉ là một hình chiếu không gian của anh ta mà thôi. Nụ cười trên mặt Thái Hạo dần dần lắng xuống, vẻ mặt của những học trò khác của đại diễn các cũng trở nên nghiêm túc hơn không ít. Tuy rằng thực lực của Thái Hạo bây giờ không phải như xưa, nhưng dù sao tần thiên cũng có danh hiếu ma thần nhỏ vẫn khiến bọn họ cảm thấy rất áp lực đám người của thanh phong vội bước tới chỗ của thái hạo truyền âm nói anh cả vừa rồi để cho tần thiên giết chết dược đường không phải tốt hơn sao như vậy anh cũng không cần lộ ra thực lực hơn nữa còn có thể giải quyết một phiền toái nữa thái hạo lắc đầu cũng truyền âm đến nói bác sĩ dược có ơn với đại diễn các của chúng ta tôi không thể chỉ ngồi nhìn được thanh phong nhếch miệng cũng không tiếp tục tranh luận với thái hạo mà nói với đường tuấn nếu vừa rồi không phải anh cả thái hạo của chúng ta ra tay anh đã bị tần thiên giết chết rồi chuyện ân tình mà anh cứu anh cả thái hạo lúc trước cũng rõ ràng rồi sau này đừng đề cập đến chuyện này nữa biết không đường tuấn lắc đầu trong lòng cảm thấy buồn cười có vẻ như chuyện nhận truyền thừa thần quân đã khiến các học trò của đại diễn các bướng hơn rất nhiều bác sĩ dược núi vạn thần rất nguy hiểm nếu không tiếp theo anh đi xuống núi cùng chúng tôi đi. Thái Hào trầm giọng nói. Đường Tuấn nói, không cần đâu, tôi tự có tính toán của riêng mình. Thu Linh, chúng ta đi thôi. chương 2534, tôi cũng không biết mộ thanh ở đây làm gì. Một nơi nào đó ở núi Vạn Thần, mà tần nhỏ, tần thiên đang đứng trên một ngọn cây cao, thì bỗng nhiên một viên đá màu bạc trong tay phù một tiếng biến thành bột phấn và bị gió núi thổi bay. Tần Thiên, thế nào rồi? Bóng người vụt qua, có mấy người xuất hiện ở phía sau lưng Tần Thiên, người vừa nói chuyện chính là một người phụ nữ toát ra khí chất trưởng thành kia. Tần Thiên vươn bàn tay ra, mặc để gió núi thổi bay một chút bột phấn cuối cùng, nghiêm nghị nói, truyền thừa đại diễn thánh thể quả thật rất lợi hại, khối đá không gian này ẩn chứa một phần ba thực lực của tôi, không ngờ rằng Thái Hạo lại có thể đánh vỡ nó, chuyện này thực sự có hơi vượt quá dự liệu của tôi. Sắc mặt người phụ nữ trưởng thành kia thay đổi mặc dù thái hạo không quay đầu nhìn lại nhưng dường như anh ta nhìn thấy vẻ mặt của cô ta cười nói nhưng dù như vậy bọn họ vẫn không có uy hiếp gì với tôi cả anh ta dừng lại một chút sau đó nói tiếp về phần đại trưởng lão của độc cô cung tôi đã ra tay với anh ta một lần nhưng kết quả tên đó thực sự cần thái hạo giúp đỡ mới có thể chống lại thực lực của anh ta kém hơn nhiều so với lúc thái hạo nhận truyền thừa không đáng lo lắng người phụ nữ trưởng thành cười nhạo nói xem ra thiên tà tử thật sự vô dụng, thật sự lại thua một gã như vậy. Tần thiên rũi thắt lưng ra, toàn thân phát ra tiếng xương cốt giòn lốp bốp, lạnh lùng nói, có lẽ chảm thiên long cũng đã nhận xong truyền thừa rồi, tôi đi giải quyết chảm thiên long trước, cô mang người đi giải quyết mộ thanh. Nếu gặp được đại trưởng lão của độc cô cung, cô có thể thuận tay mà giải quyết anh ta luôn. Với thực lực của cô, đối phó với anh ta cũng không phải chuyện khó gì. Chỉ cần cô tiêu diệt được mấy người bọn họ thì ngọn núi Vạn Thần này chính là bãi săn của chúng ta." Người phụ nữ trưởng thành gật đầu đồng ý, dẫn một đám người rời đi. Lúc này Tần Thiên mới ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi Vạn Thần bị mây mù bao phủ khuất sau đỉnh núi, trầm giọng nói, "Chỗ đó mới chính là mục đích chuyến đi này của tôi." Trên một con đường núi ở núi Vạn Thần, Thu Linh chỉ vào một dấu vết trên một cây cổ thụ nói, "Đây là dấu hiệu mà Mộ Thanh quen dùng." đường tuấn nhìn xung quanh lúc này bọn họ đã tiến vào núi vạn thần xung quanh đều là những tán cây to lớn che cả trời và đất những cây này chắn gần hết ánh sáng bầu trời nếu không phải nhờ tu vi của bọn họ đã sớm đạt đến trình độ không sợ bóng tối thì bọn họ cũng hoàn toàn không nhìn rõ đường đi phía trước là một vùng tối tăm giống như một cái hố không đáy sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào kèm theo đó là những tràng tiếng kêu của dã thú trầm thấp khiến lòng người cũng căng thẳng theo xem ra không có truyền thừa chi địa của độc cô cung ở đây. Đường Tuấn cảm nhận được bầu không khí xung quanh, sắc mặt uy nghiêm, xác thực nói. Xâm nhập liên tục của núi vạn thần, độ nguy hiểm cũng không ngừng tăng lên, nếu như đội không có sức chiến đấu của cảnh giới động hư, có thể nói là thập tử vô sinh. Còn mộ thanh cũng chỉ là có thực lực của hợp thể cảnh trung kỳ thôi, nếu vào sâu như vậy thì quá nguy hiểm. Thu Linh gật đầu nói, của thật nơi này không có truyền thừa chi địa của độc cô cung tôi cũng không biết mộ thanh ở đây làm gì đường tuấn thở ra một hơi nói đi thôi dù cho mộ thanh tới đây để làm gì nếu đã gặp mặt thì không thể để mộ thanh xảy ra chuyện gì được thu linh nhìn vẻ mặt đường tuấn bình tĩnh đi về phía trước miệng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi trong lòng cô ta có chút lo lắng dù sao thực lực của đường tuấn cũng không đạt tới cảnh giới động hư cho dù mộ thanh thật sự gặp nguy hiểm anh thật sự có biện pháp giải quyết sao Đường Tuấn và đám người của Thu Linh tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh sau đó đã tìm thấy dấu vết của mộ thanh để lại. Ngoài những dấu hiệu này ra, trên đường đi còn để lại một số vết máu khô. chương 2535 cô cảm thấy sẽ như thế nào hả? Đám người đường Tuấn đều không nói chuyện, nhưng tốc độ dần dần tăng lên. Sắc mặt đường Tuấn lại trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều, cấm chế trong núi vạn thần mạnh hơn nhiều so với bên ngoài, Phạm vi tham dò bằng tinh thần của anh chỉ có thể khống chế trong phạm vi xung quanh một cây số. Ngoài ra thì tốc độ đã bị áp chế rất nhiều, anh muốn nhanh chóng tìm thấy mộ thanh nên độ khó đã tăng lên rất nhiều. Lúc này cách đám người của đường Tuấn 566 cây số. Đây là một sơn cốc, trên vách đá của sơn cốc có rất nhiều viên hòn to bằng nắm tay. Những hòn đá này tỏa ra vầng sáng giống như những viên dạ minh châu phát sáng, làm cho không gian tối tăm này trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Mộ thanh dựa vào một chỗ ở trên vách núi. Sắc mặt của cô ấy tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, lúc này mới thở hổn hển. Trước mặt cô ấy là một đám học trò của độc cô cung đang nằm trên mặt đất, trên người của những người này đều không có bất kỳ vết thương nào, nhưng cũng hoàn toàn không có hơi thở. Ha ha ha, thánh nữ mộ thanh, có phải cô rất không cam lòng không? Nhìn đồng bọn của mình lần lượt chết trước mặt, nhưng mình lại bất lực, không thể làm gì được, có phải cảm giác này rất khó chịu hay không? Ở lối vào của Sơn Cốc, một đám người đang hài hước nhìn mộ thanh. Người nói chuyện chính là người phụ nữ toàn thân phát ra khí chất chín chắn kia. Cô ta uốn éo vòng eo quyến rũ, che môi khiến rất nhiều tu sĩ xung quanh không thể không rời hai mắt. Mộ thanh oán hận nhìn cô ta, cất giọng nói như gió lạnh ngàn năm, mị sở nhi, cô chết sẽ không yên lành đâu. Mặc dù lúc này có rất nhiều người vây quanh Sơn Cốc nhưng những người bạn đồng hành của cô ấy đều chết dưới tay của người phụ nữ mị sở nhi này đừng nhìn vẻ ngoài thấy là yêu của người phụ nữ này, vô hại với con người và động vật, nhưng cô ta là số một trong thế hệ trẻ của huyễn tâm phái, sức mạnh của cô ta đã bước vào cảnh giới động hư từ lâu rồi. Mị sở nhi cười nói, ôi, mộ thanh thánh nữ phát cáu sao, nô tỳ thật sự sợ quá. Cô ta quét một đôi mắt hạnh trên người mộ thanh nói, dáng người của thánh nữ mộ thanh đúng là khiến người khác phải ghen tị, đáng tiếc tôi không thể để cô sống tiếp được nữa. Nhưng cũng không sao, mấy sư đệ của tà tông cũng không có quan tâm đến người đã chết, đặc biệt là người đẹp giống như mộ thanh vậy. Mộ thanh nghe vậy, sắc mặt tái nhợt bóng lộ vẻ đầy tức giận. Thậm chí cô ấy còn không dám nghĩ đến cảnh tượng như vậy. Mộ thanh càng tức giận, nụ cười của mị sở nhi càng rạng rỡ hơn, tiếng cười khúc khích vang lên khắp sơn cốc, thánh nữ mộ thanh, cô mau giao truyền thừa mà cô có được ra đây. Có lẽ tôi có thể cân nhắc xem sẽ không đối xử với cô như vậy nữa. Tôi nghe nói cô có quan hệ rất tốt với đại trưởng lão của Độc Cô cung, nếu tôi phái người đưa cô như vậy giao cho anh ta, cô cảm thấy sẽ như thế nào hả?" Lửa giận trong mắt của Mộ Thanh cháy hừng hực. "Cứ ngoan ngoãn nói ra đi, đừng phản kháng vô nghĩa nữa." "Không phải cô còn đang chờ đại trưởng lão kia đến cứu mình sao?" Mị Sở Nhi càng ngày càng tự mãn. Giọng nói của cô ta dường như mang theo một loại ma lực nào đó, vẻ tức giận trên mặt Mộ Thanh từng chút một biến mất thay vào đó là sự bình tĩnh. Khả năng khống chế tâm trí của chị cả ngày càng trở nên tinh vi rồi đó. Những học trò của độc cô cung đó vô tri vô giác mà chết đi. Bây giờ ngay cả thánh nữ của độc cô cung cũng đã ngã xuống rồi. Sau một lúc nữa, tôi nghĩ chỉ cần một câu của sư tỷ mị sở nhi đã khiến mộ thanh sợ đến nỗi muốn cởi sạch quần áo ra đó. Trường 2536 chẳng bao lâu nữa, anh cũng sẽ giống như bọn họ thôi. Đương nhiên Ngụy Sở Nhi cũng nghe được lời của đám học trò này, nhưng cô ta không những không ngăn cản mà ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ chờ mong. Ngay khi cô ta định nói câu đó, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài sơn cốc, rồi nhanh chóng chuyển vào trong sơn cốc như sấm sét. Giống như thần trung mộ cổ, nó mang một sức mạnh khiến người khác phải tỉnh táo. Vốn dĩ mộ thanh đã mất đi vẻ bình tĩnh, lay động thân thể đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đẹp lại tràn đầy tức giận, đồng thời trong lòng sợ hãi một hồi, nếu như lúc nãy cô ấy tỉnh lại muộn một chút, ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nghe thấy tiếng hét có phần quen thuộc này, mộ thanh nhìn về phía sơn cốc, đôi mắt ửng đỏ. Nụ cười của mị sở nhi chợt dần tắt đi, cô ta quay người lại nhìn người đến từ bên ngoài sơn cốc. Khi nhìn thấy rõ ràng, nụ cười của cô ta lại nở rộ, nói, làm tôi còn tưởng rằng là ai, hóa ra là đại trưởng lão của độc cô cung. Bên ngoài sơn cốc, đám người của Đường Tuấn xuất hiện trong tầm nhìn của người của huyễn tâm phái và mộ thanh. Mộ thanh Nhìn thấy mộ thanh và các học trò của độc cô cung đang nằm trên mặt đất, đám người thu linh không khỏi hét lên. Mộ thanh rơm rớm nước mắt, cô ấy nghẹn ngào nói, anh dược, tôi. Vốn dĩ cô ấy còn cho rằng sau khi đạt được truyền thừa thì có thể bảo vệ tốt cho sư đệ sư muội của mình, nhưng bây giờ vẫn phải chờ đường tuấn tới cứu cô ấy vẻ mặt của đường Tuấn nhìn thấy mộ thanh không có chuyện gì thì dịu đi. Ánh mắt của anh quét qua đám học trò của độc cô cung ngã ở dưới mặt đất, ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại. Tinh thần lực, đường Tuấn không khỏi nói. Anh cảm nhận được những tinh thần lực chuyển động mạnh mẽ từ trên người của những học trò độc cô cung đã chết này. Cái mà gọi là thủ đoạn điều khiển tâm trí của Mỹ Sở Nhi nói chính là tinh thần lực tạo ra ảo giác, cũng chính là nguồn gốc của tên gọi của huyễn tâm phái mị sở nhi cười nói đúng vậy anh cứ yên tâm đi bọn họ chết mà không có bất kỳ đau đớn nào chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ giống như bọn họ thôi cô ta cười nhạt từng người trong đám người của thu linh đã lần lượt ngã xuống mặt đất không cần phải cố gắng thi triển nó thủ đoạn của mị sở nhi đã đạt đến mức có thể dễ dàng lấy được gần như hòa vào cái nhíu mày và nụ cười của cô ta đám người của thu linh không kịp chuẩn bị đã nhanh chóng bị trúng chiêu mị sở nhi nhìn đường tuấn nói xem ra đại trưởng lão của độc cô cung như anh vẫn có chút bản lĩnh đó nếu không anh cũng không thể đánh bại tên ngốc thiên tà từ đó nhưng tôi mạnh hơn tên thiên tà từ đó anh chuẩn bị chìm vào cái chết chưa ha 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 tiếng cười quỷ dị vang lên trong sơn cốc thấy vậy mộ thanh vội vàng kêu lên anh dược tinh thần lực của cô ta đã đạt đến thượng phẩm cấp 7 rồi anh phải cẩn thận một chút ánh mắt mị sở nhi nhìn cô ấy như một tên ngốc nói tinh thần lực cũng không phải là thứ mà cô muốn tránh là có thể tránh được. Huyễn tâm bí kỹ, ngàn trọng thế giới đó. Lời nói vừa rơi xuống, một cỗ tinh thần lực đáng sợ tuôn ra từ lông mày của mị sở nhi giống như một làn sóng, cuồn cuộn quét về phía của đường Tuấn. Tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nó đã tạo thành một cơn bão tinh thần. Ngay cả khi mị sở nhi không có ý định tấn công các học trò của huyễn tâm phái, nhưng dưới ảnh hưởng của cơn bão tinh thần, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ thất thần, có người còn dùng tay túm lấy cổ họng, càng siết chặt hơn. Tôi nghe nói rằng anh đã leo lên tầng 6 của tháp luyện hồn, tinh thần lực của anh đã vượt xa mọi người khác cùng cảnh giới. Tôi không biết anh có thể chịu được đòn tấn công của tôi mạnh đến mức nào." Mị Sở Nhi đùa cợt nói. Chương 2537, anh dược đã thắng. Nổ một tiếng bùm, tinh thần lực là hư ảo, nhưng lúc này tinh thần lực đã hình thành một cơn bão tinh thần một âm thanh bị bóp nghẹt trầm thấp nổ tung trong khoảng không giống như thể một chiếc búa khổng lồ đập vào một hòn đá vậy. Cơn bão tinh thần ngay lập tức ập vào trong cơ thể của Đường Tuấn. Khác với những đệ tử của huyến tâm phái đang lạc vào thế giới ngàn thu, mà vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn không hề thay đổi, anh vẫn nhìn Mị Sở Nhi như vậy, như một tên ngốc. Thấy vậy, Mị Sở Nhi không khỏi cười tùm tìm nói, không phải là bởi vì tôi dùng quá nhiều sao, ha ha ha, nô tỳ còn chưa chơi vui vẻ mà vẻ mặt mộ thanh lộ vẻ lo lắng, hai tay đã nắm chặt. Cô cười rất vui vẻ đó. Đúng lúc này, một giọng nói đã phá vỡ tiếng cười của mị sở nhi. Tiếng cười của mị sở nhi đột nhiên ngừng lại, cô ta sững sờ nhìn đường Tuấn, trong mắt dần dần lộ ra vẻ không dám tin, giọng run rẩy nói, làm sao có thể chứ? Làm sao có thể thoát khỏi ngàn trọng thế giới chứ? Đường Tuấn nói, chút trò vặt này cũng gọi là ngàn trọng thế giới sao? Tuy rằng tinh thần lực của Mị Sở Nhi đã đạt tới trình độ thượng cấp bậc 7, nhưng sử dụng những thủ đoạn thực sự lại quá thô giáp, cái gọi là ngàn trọng thế giới chỉ là ảo ảnh nhỏ trong mắt Đường Tuấn thôi. Chưa kể có mộ thanh ở đó, Đường Tuấn hoàn toàn sẽ không bị ảo giác này kéo vào. Cho dù không có mộ thanh, dựa vào tu vi hiện tại của Đường Tuấn, anh có thể dễ dàng tạo ra ảo giác cấp độ này, chứ đừng nói đến ngàn trọng thế giới, thậm chí vạn trọng thế giới cũng không làm khó được anh đâu. Ánh mắt của Mị Sở Nhi lộ ra vẻ điên cuồng, nói tôi không tin. Tần Thiên nói thực lực của anh còn không bằng Thái Hạo, làm sao có thể chặn được đợt tấn động tinh thần của tôi chứ, nhất định là dựa vào bảo vật bí mật nào đó. Đối mặt với đợt tấn động tinh thần của cô ta, ngay cả Tần Thiên cũng phải nghiêm túc nhìn nhận. Cô ta không tin một chàng trai bị Tần Thiên đánh giá kém cỏi như vậy lại có thể coi thường cô ta. Ngàn trọng giới. Mị Sở Nhi hô lớn lên, lại là một đợt tinh thần tấn công vào ánh mắt của đường tuấn híp lại tinh thần lực lập tức biến thành một thanh kiếm sắc bén có thể nhìn thấy bằng mắt thường chém đợt tấn động tinh thần lực của mị sở nhi sau đó chém xuống từ đỉnh đầu của mị sở nhi không có bất kỳ thanh âm gì nhưng đợt tấn công tinh thần lực của mị sở nhi đã biến mất thần thái ở trong ánh mắt của mị sở nhi cũng biến mất ánh sáng trong mắt cô ta tản ra từng chút một lộ ra vẻ khó tin Tinh thần lực ngưng tụ đến mức gần như hóa thành thực chất, đây là điểm báo muốn đột phá đến cấp 8. Tần Thiên, cái tên khốn kiếp này, trong lòng Mị Sở Nhi tràn đầy không cam lòng, nếu biết Đường Tuấn có thực lực như vậy, cho dù mượn một vạn lá gan, cô ta cũng sẽ không tới. Nhưng anh ta sẽ khiến cô ngạc nhiên, Tần Thiên tôi sẽ đợi anh. Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cô ta, tinh thần lực của Mị Sở Nhi tiêu tan dần. Cơ thể cô ta không có bất kỳ thương tích gì vẫn đứng tại chỗ cũ, nhưng không còn chút chút sinh khí nào. chương 2538, các người đều phải chết. Mộ thanh nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng kinh ngạc không nói nên lời. Đầu óc cô ấy thả lỏng một lúc, sau đó cảm giác mệt mỏi ập đến, cô ta không thể nhịn được nữa, trực tiếp ngất đi. Vào lúc này, ở một chỗ khác của núi vạn thần. Tần Thiên cầm trong tay một học trò chiến thần tông, chỉ trong chốc lát đã bị anh ta nuốt chừng. Toàn thân trở nên như gỗ chết, toàn thân bại hoại, không còn hơi thở nữa. Tần Thiên tiện tay vứt bỏ người nọ, sau đó nhìn Trảm Thiên Long cách đó không xa. Lúc này, hầu hết các học trò của Chiến Thần Tông đều đã bị giết chết, chỉ còn lại Trảm Thiên Long và một vài người khác. Sư đệ Diệp, Trảm Thiên Long phẫn hộ nói: "Anh cả, anh mau đi đi, đừng hy sinh vì chúng ta mà uổng phí." Có người đẩy Trảm Thiên Long ra phía sau, anh không thể đi được tôi muốn vạn kiếp bất diệt thể bên trong giọng nói của tần thiên có chút kinh ngạc anh ta vốn cho rằng trảm thiên long chỉ có một chút huyết mạch của vạn kiếp bất diệt thể nhưng không ngờ đến trảm thiên long lại là vạn kiếp bất đi ê thể hoàn chỉnh ngang hàng với đại diễn thánh thể của thái hạo vạn kiếp bất diệt thể đại diễn thánh thể nếu như tôi ăn tươi nuốt sống được hai loại thân thể này thì đừng nói là tinh vực của chu tước cho dù có mấy người trong tinh vực kỳ lân là đối thủ của tôi nữa chứ nghĩ đến những thứ này ánh mắt tần thiên dần nóng rực lên tần thiên nhìn về phía các đệ tử chiến thần tông nghiêm nghị nói các người đều phải chết nhìn đồng bọn của mình lần lượt ngã xuống dưới thân tần thiên toàn thân trảm thiên long rét lạnh giống như là bị tử thần nhìn chằm chằm vậy anh ta nhìn tần thiên tựa như một ma thần đang từng bước chém giết và đi về phía mình thì hận ý trong lòng lại càng thêm mãnh liệt kiếp phong trong lòng trảm thiên long khẽ quát một tiếng máu toàn thân bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, một lực lượng chôn sâu trong thân thể cũng đột nhiên bộc phát. Sau một lúc, Trảm Thiên Long thật sự giống như gió biến mất không còn tâm thích, chỉ có không gian nhộn nhạo nổi lên từng đợt sóng gợn rất nhỏ. Tuy rằng Tần Thiên đã cảm nhận được sức mạnh kỳ quái này, nhưng lại không kịp thời ngăn cản mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Trảm Thiên Long biến mất ở trước mặt mình. Vạn kiếp bất diệt thể không hổ là thể chất cấp 8, ở trong núi vạn thần mà lại có thể sử dụng ra loại thủ đoạn dịch chuyển nhanh như vậy tần thiên nắm chặt nắm tay ánh mắt híp lại nhìn nơi trảm thiên long biến mất anh ta thậm chí còn không phẫn nộ mà ngược lại càng thêm chờ mong vạn kiếp bất diệt thể càng ngày càng tăng cường chờ đến khi anh ta cắn nuốt xong thì lực lượng đạt được đương nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ sư huynh chúng ta có nên đuổi theo không sau khi giết chết đệ tử cuối cùng của chiến thần tông đệ tử thiên ma tông nhìn về phía tần thiên và cung kính hỏi Chương 2539 tái sinh dị biến. Tần Thiên nhìn đỉnh núi Vạn Thần, ánh mắt hơi ngưng tụ, anh ta trầm ngâm một lát rồi khẽ lắc đầu, nói chỉ cần anh ta còn ở trong núi Vạn Thần thì sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Nhưng sắc mặt anh ta bỗng nhiên thay đổi, trong tay chợt xuất hiện một khối ngọc bài bị nứt ra, anh ta thất thanh nói, Mị Sở Nhi vậy mà đã chết rồi. Ngọc bài này là mệnh bài Mị Sở Nhi để lại chỗ anh ta. Mệnh bài vỡ vụn cũng thể hiện cho việc Mị Sở Nhi chết. Nhìn mệnh bài trong tay bị nghiền nát, Tần Thiên nhíu mày, thấp giọng nói, trong núi vạn thần này lại còn có người có thể giết chết Mị Sở Nhi, chẳng lẽ độc cô cung cũng xuất hiện một thể chất đặc thù sao? Ba tông này mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện một thể chất đặc thù nào cả, vậy mà hiện tại lại xuất hiện vài người, thật sự là rất ly kỳ. Trong lòng anh ta rất nghi hoặc, Thực lực của Mị Sở Nhi ít nhất cũng xếp hạng thứ ba trong số đệ tử của năm thế lực lớn tiến vào núi Vạn Thần lần này, so với Thiên Tà Tử thì mạnh hơn không ít. Đặc biệt là tinh thần mãnh liệt của Mị Sở Nhi, một khi đã triển khai ra thì ngay cả anh ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận nó. Mặc dù như thế nhưng Tần Thiên cũng không có quá nhiều bận tâm về chuyện này, anh ta tiện tay ném lệnh bài bị nhìn nát cho một đệ tử Thiên Ma Tông, nói cầm cái này đưa cho đệ tử huyễn Tâm phái, nói chỉ cả của bọn họ đã bị Độc Cô Cung giết chết rồi khóe miệng anh ta lộ ra ý cười, như vậy mới vui, nếu không thoáng cái đã bị tôi nghiền ép thì rất chán. Các người càng dẫy dụa thì tôi càng vui mừng. Sắc một tiếng, không gian giống như một viên đá ném vào mặt nước tạo ra từng đợt gợn sóng nhỏ, một bóng người từ trong hư không bay ra, đập mạnh vào một cây cổ thụ trên trời xanh. Ánh mặt trời nhỏ bé chiếu lên trên mặt và phản chiếu dung mạo của anh ta, đó chính là Trảm Thiên Long, người vừa mới thoát khỏi tay Tần Thiên. Trảm Thiên Long dựa lưng vào cây cổ thụ, sắc mặt tái nhợt, khó có thể cảm nhận được pháp lực. Với thực lực hiện tại của anh ta, sợ là bất kỳ một con yêu thú nào trong núi Vạn Thần cũng có thể giết chết anh ta. Khuôn mặt tái nhợt của Trảm Thiên Long tràn đầy vẻ bi thương, cùng Thiên Ma Tông đánh một trận, hạt giống trẻ tuổi của Chiến Thần Tông đã bị tổn thất hơn phân nửa, truyền thừa vất vả lắm mới có được cũng theo đó mà mất đi. Anh ta vốn tràn đầy niềm tin nên mới đi vào, nhưng giờ phút này tâm tình lại thấp đến cực điểm nhưng hoàn cảnh lúc này hoàn toàn không cho anh ta thời gian đắm chìm trong bi thương, một tiếng hổ gào thét vang lên, tiếp theo một con hổ cao 8 đến 10 mét, toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Hóa thần cảnh đỉnh phong, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của yêu hổ, trên mặt trảm thiên long lộ ra vẻ khẩn trương cùng không cam lòng. Nếu là lúc trước, con yêu hổ này đối với một người kế thừa vạn kiếp bất diệt thể như anh ta thì cũng hoàn toàn không tính là cái gì cả, nhưng hiện tại nó lại có thể dễ dàng lấy mạng anh ta. Tái sinh dị biến Một ánh đao trắng như tuyết từ xa xe tới. chương 2540 đã xảy ra chuyện gì sao? Tốc độ của ánh đao cực nhanh, xẹt qua người yêu hổ. Máu tươi bắn tung tóe, yêu hổ bị chém thành hai đoạn té trên mặt đất. Ngay sau đó, một nhóm người xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta. Thái hạo nhìn thanh niên trẻ tuổi cầm đầu kia trảm thiên long nhịn không được thất thanh hô lên người vừa ra tay chính là thái hạo phía sau còn có một số đệ tử của đại diễn các thái hạo đi đến bên cạnh trảm thiên long nhìn một cái rồi hỏi anh thế nào rồi lúc nói chuyện anh ta đã nâng trảm thiên long dậy đồng thời để cho bác sĩ đại diễn các kiểm tra thương thế cho trảm thiên long tuy rằng hai người xuất thân từ hai môn phái khác nhau ngoài mặt và sau lưng đều thường xuyên phát sinh cạnh tranh nhưng lúc này ở núi Vạn Thần, Thái Hạo cảm thấy mình kế thừa thể chất đại diễn thánh, cần phải có trách nhiệm gánh vác bảo vệ tất cả mọi người, bao gồm cả đệ tử của các môn phái khác. Có bác sĩ ra tay chữa trị nên thần sắc chảm thiên long đã tốt hơn một chút, bắt đầu có thể tự mình tiến hành vận chuyển công pháp. Anh ta nói cho Thái Hạo nghe chuyện mình đụng phải Tần Thiên. Tôi đã sai rồi, nếu như tôi không kiên trì cùng Tần Thiên đánh một trận, nói không chừng những đồng môn của tôi còn có thể chạy ra thêm nữa. Trảm Thiên Long ảm đạm nói, sau khi anh ta kế thừa truyền thừa vạn kiếp bất diệt thể, lòng tin cũng đồng thời bành trướng, cho nên ngay từ đầu gặp phải Tần Thiên, anh ta cũng không có lập tức chạy trốn, mà là lựa chọn chiến đấu, cuối cùng mới dẫn đến kết cục hiện tại. Thái Hạo vỗ bả vai Trảm Thiên Long, nói yên tâm đi. Mối thù này tôi sẽ giúp anh báo. Anh ta lạnh lùng nói, anh chữa thương đi, chỉ cần anh khôi phục được thực lực, đến lúc đó tôi và anh liên thủ, nhất định sẽ làm cho tần thiên phải trả cái giá thật đắt mặt trảm thiên long lộ vẻ do dự nói tôi cảm giác thực lực của tần thiên còn có ẩn dấu cho dù hai chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của anh ta trước khi tôi bước vào núi vạn thần giáo viên nói với tôi nếu như có chuyện thì hãy đi tìm người tìm dược đường đúng không thái hạo nghe đến đó trực tiếp cắt đứt lời trảm thiên long anh ta hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại đi tìm anh ta, tôi đoán cũng vô dụng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trảm Thiên Long khó hiểu. Thanh Phong cười nhạo một tiếng, rồi nói chuyện trước đây của Đường Tuấn, trên mặt anh ta lộ ra vẻ khinh thường, với thực lực của anh ta, nếu anh mà có đi tìm anh ta thì cũng vô dụng thôi, còn không bằng tìm anh Thái Hạo của chúng tôi. Nhưng mà, Trảm Thiên Long vẫn do dự, anh ta biết rõ tính cách của Kiều Bất Di nếu đường tuấn chỉ có chút thực lực thì hoàn toàn không cần dặn dò trịnh trọng như vậy thái hạo xua tay nói không có gì anh yên tâm đi anh chỉ cần liên thủ với tôi thì nhất định có thể đánh bại tần thiên sở dĩ anh bại nhanh như vậy chắc là vì còn chưa tiêu hóa tốt những thứ trong truyền thừa chỉ cần thực lực của anh khôi phục tần thiên ở trước mặt anh và tôi thì hoàn toàn không tính là gì chuyện của hai nhà chúng ta cần gì anh ta phải nhúng tay vào audio điện tử võ tấn bền hết chương 2540